WAG hủy diệt đấu trường quốc tế, sự thật về Văn Thanh bị ban vì dùng hành động trong giải đấu, top 5 thay đổi cực khủng không thể bỏ qua trong tử chiến xếp hạng mùa mới, Fre luôn thẻ bảo hộ rank đầu mùa. Huyền thoại đời đầu Free Fire đã chính thức quay trở lại rồi đây. Và đó là 3 trong số những thông tin cực thú vị về Free Fire những ngày vừa qua, cùng nhau khám phá nha. Trước khi xem tiếp video, chúng ta hãy cùng điểm qua danh sách 5 ID may mắn đã giành được phần quà cho 5 bạn ở tuần trước nha. Các bạn có muốn trở thành người may mắn nhận được phần quà thì hãy trả lời ngay câu hỏi của tuần này. Vợ của bác gấu tên là gì? A. Phương, B. Pi Tiên, C. Ma Gaming và D. là Clam. ID may mắn nhận được phần quà kim cương sẽ dành cho bạn nào đăng ký kênh, trả lời đúng, nhanh và chính xác câu hỏi nhất. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng quay lại với điểm nóng Free Fire ngay thôi. Có bao nhiêu ông tự tin rằng mình sở hữu chiếc ảnh đại diện hiếm nhất Free Fire Việt Nam? Chắc chắn sẽ có rất nhiều anh em ở đây sở hữu cả trăm, thậm chí là cả chục, cả nghìn chiếc ảnh đại diện. Nhưng các bạn có biết chỉ có một tấm ảnh mà duy nhất 200 tài khoản trên toàn server Việt Nam sở hữu hay không? Đây là một trong những chiếc ảnh đại diện mà chỉ có những game thủ đời đầu cũng như bắt buộc phải có một trình độ cực cao mới có thể sở hữu được. Kiểm tra ngay tài khoản của mình xem có sở hữu không nha. Nếu có thì xin chúc mừng, bạn đang có một chiếc nick vô cùng quý giá đây. Anh em xem tới đây thì đã biết là chiếc ảnh đại diện nào mà tôi đang muốn nhắc đến chưa? Anh em nào chưa biết thì nhớ thả tim, còn anh em nào biết rồi thì nhớ comment ngay xem có những ai cùng chung ý tưởng với mình nhá. Hủy diệt đấu trường quốc tế, sự thật về việc Văn Thanh bị ban do sử dụng hành động trong giải đấu quốc tế. Trận thi đấu thứ hai của Free Fire World Series khả năng sẽ rất đáng buồn cho các fan của lười con khi vừa mất top 12 lại mất thêm cả Văn Thanh nữa. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai với tận 3 cái Buya đỉnh cao, WAG đang là đại diện mạnh nhất của Free Fire Việt Nam trên đấu trường quốc tế với tận 245 điểm cùng với 4 cái Buya, cách xa hoàn toàn với những người đồng hương còn lại như P-Sport, GoWolf hay Heavy với chỉ một Buya. Làm fan của WAG đúng là vua của mọi loại fan Free Fire, vừa đẹp trai, bắn hay lại là niềm tự hào của nước nhà. Nhưng niềm vui của WAG lại là tin buồn với lười con khi tuần thi đấu này vừa mất đi top 12 lại mất thêm cả ông gánh team Văn Thanh khi dùng emote trong trận đấu sau khi quét sạch WAG ở tuần thi đấu thứ 5 của giải. Hành động này đã nhận vô vàn các chỉ trích của những cộng đồng mạng, khiến cho ban quản trị Heavy phải đưa ra quyết định ban Văn Thanh hết 2 ngày thi đấu của lượt về. Cứ thế này thì Heavy xuống làm bạn với Flash thôi chứ sống làm sao được. Các bạn là fan của đội nào, WAG hay là Heavy? Top 5 thay đổi cực khủng không thể bỏ qua trong tử chiến xếp hạng mùa mới, Fre luôn cả thẻ bảo hộ rank đầu mùa. Mùa tử chiến mới 24 đã được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 với 5 thay đổi cực khủng. Top 5 nấm công nghệ và thính nâng cấp. Nấm công nghệ và thính nâng cấp chắc chắn sẽ là hai nâng cấp đỉnh cao nhất được áp dụng vào tử chiến, khiến chiến thuật của cả hai team phải thay đổi liên tục. Top 4 là nhiệm vụ tử chiến. Không chỉ sinh tồn mà tử chiến cũng có nhiệm vụ đặc biệt thay đổi vật phẩm, thêm hiệu ứng, cửa hàng và nhiều hơn thế nữa. Top 3 tăng giá các vũ khí trong cửa hàng. Hàng loạt súng sẽ được thay đổi giá cả, tăng giá mạnh mẽ để các team cân nhắc sở hữu. Top 2 giảm giá chip nâng cấp siêu dễ. Tuy tăng giá súng, tử chiến mùa mới lại giảm giá chip nâng cấp siêu sâu để cả hai bên dễ dàng sở hữu. Top 1 bổ sung một cây tỉa cực mạnh, cực dễ chơi, dễ dính người, chỉ từ 1.600 xu, phù hợp với mọi mức rank. Đôi anh em, thay đổi cuối cùng mà Hùng Cam đang nhắc đến là thay đổi gì hoặc vũ khí nào mà Hùng Cam đang gợi ý vậy? Tin hot cho anh em đây, dùng app X-War nạp kim cương cực hời với mọi mức giá. Mà không chỉ kim cương, mọi loại thẻ của các hãng game anh em đều có thể sở hữu trên X-War với giá ưu đãi lên tới tận 26%. Vì X-War là đối tác chính thức của mọi hãng game nên mỗi khi nạp thẻ, X-War sẽ hỗ trợ một phần chi phí để anh em có thẻ giá rẻ nhất mà không lo mất ạc hay âm kim cương đâu nha.
Chưa kể, anh em còn có thể kiếm thêm thu nhập cực căng bằng cách chơi game, hoàn thành nhiệm vụ trong app. Ví dụ như trò vua thoát hiểm này này, tỷ lệ win tới gần 90% cơ. Tôi cũng thuộc dạng dân ngu hay đen, nên tỷ lệ thế này và lối chơi đơn giản nên cũng thấy khá ngon rồi. Đây, có 8 cái phòng, anh em chọn một để trốn sát thủ. Nếu sát thủ vào phòng không phải của anh em thì xin chúc mừng, anh em với 6 còn lại sẽ được chia tiền tùy theo số đặt. Nói chung, tỷ lệ win khá cao. Trò thứ hai là chạy đua tốc độ với 6 con pet và 2 kiểu chơi. Chọn một con thắng thì sẽ x 6 giải nhưng tỷ lệ khá thấp, 1/6. Còn lại là chọn con thua với tỷ lệ 5/6 nhưng đương nhiên thưởng cũng chỉ 1,15 thôi. Nhưng mục đích cuối cùng là kiếm 1-2 cái thẻ game thôi nên cứ ăn chắc mặc bền tôi nghĩ là ok nhất. Trong cái app XWAR này còn nhiều trò lắm, mỗi tội lằng nhằng nên anh em tự tìm hiểu nhá. Link tải tôi để ở dưới và mã mời tôi để ở bên phải nhá. Anh em nhớ nhập để còn tận hưởng thêm ưu đãi với người mới cực nhiều nhá. Chi tiết và link tải tôi sẽ để dưới mô tả và comment. Huyền thoại đời đầu của Free Fire chính thức đã quay trở lại rồi. Khi nhắc đến những cái tên huyền thoại đời đầu Free Fire, bạn sẽ nghĩ tới ai? Bác Gấu, Polo, AS hay Guild Gaming? Không, tất cả những cái tên trên không phải cái tên mà mình muốn nhắc tới. Đây là một trong số ít những streamer đời đầu, có khi là đầu tiên của Free Fire luôn đấy chứ, được mọi người gọi với cái tên người sao hỏa, cùng phong cách chơi dí dỏm cũng như vô cùng cuốn hút, nhưng rồi lại quyết định nghỉ sau một vài lùm xùm với một quân đoàn lớn. Từ đó tới nay đã 5 năm rồi đấy các bạn ạ. Nghe từ đây, không biết đã có ai đoán được người mà Hùng Cam đang nhắc đến là ai chưa nhỉ? Nếu rồi thì để lại một tim, còn nếu chưa thì nhớ đọc comment, sẽ có người kể cho các bạn biết về một huyền thoại đấy. Là fan của đội tuyển nào trong Free Fire World Series Sea Spring 2024? Giải đấu Free Fire danh giá nhất Đông Nam Á với sự tham gia của 5 đại diện Việt Nam là WAG, Heavy, Goofy Sport và Team Flat đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Không biết các bạn đang xem ở đây là fan của đội tuyển nào đang thi đấu? Với sự trở lại của những chú lười con Heavy, nhà vua thức tỉnh WAG, đương kim vô địch cả sinh tồn lẫn tử chiến P-Sport, cựu vương Team Flat và cuối cùng là sói thần GoWolf, thì anh em đánh giá đâu sẽ là cái tên mạnh nhất và đặc biệt bạn đang là fan của đội tuyển nào? Hãy để lại một tim để thể hiện sự ủng hộ cho cả 5 đội tuyển và comment ngay xuống phía dưới tên đội tuyển mà bạn yêu thích nhất nhé. Streamer số 1 Việt Nam đã mất kênh 7,3 triệu người theo dõi như thế nào? Tin chấn động cộng đồng game hôm qua, khi tộc trưởng người Tây vạn người mê không còn like game như bình thường nữa mà quay ra like hơi ảo nha. Không ai ngờ được rằng streamer số 1 Việt Nam mỗi video đăng lên cả triệu view, livestream sương sương vài trăm nghìn người xem mỗi tối lại bị mất kênh 7,3 triệu người theo dõi ngay ngày cá tháng 4 như vậy. Tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi trang mạng xã hội, mà thậm chí anh Độ không chỉ mất kênh một lần mà còn mất tới tận 2 lần cơ. Chuyện là sau vài tiếng mất kênh, tộc trưởng đã nhờ hỗ trợ và lấy lại được nick, thì chưa đầy 3 tiếng sau, kênh anh lại bay màu thêm một lần nữa, khiến lịch sử stream của Độ tộc cứ bị lùi liên tục. Bao anh em chẳng biết cả tối làm gì cho hết ngày. Các bạn đừng quên thả tim để chia buồn cùng anh Độ. Chúc tộc trưởng Độ Missy sớm ngày lấy lại được kênh, để anh em còn bao nhiêu content hay để xem nữa nhá. Hiếm, chỉ duy nhất 9 người có vĩnh viễn trong Free Fire Việt Nam. Bạn đang nghĩ tới hành động này hay hành động này nữa? Ồ không, tất cả đều không đúng đâu nha. Đây là chiếc hành động mà chỉ có duy nhất 9 người ở Việt Nam sở hữu vĩnh viễn. Mình nhắc lại là vĩnh viễn đây. Sẽ có nhiều người từng sở hữu hành động này rồi, nhưng chỉ dừng ở mức
theo ngày thôi. Có anh em nào ở đây đoán được tên của hành động mà Hùng Cam đang nhắc tới là gì không? Nếu đoán ra thì nhớ để lại một like. Còn chưa thì hãy đọc ngay phần comment, sẽ có người giải thích cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá hành động hiếm nhất Free Fire Việt Nam nhá. Bị giảm sức mạnh cực kỳ khủng khiếp tại phiên bản OB44. Đặc biệt là nhân vật cuối cùng, bạn sẽ không tin nổi đâu. OB44 đã tới rất gần với nhiều thông tin cực đau lòng dành cho các bạn. Top 3 chính là Chogon. Nếu tại OB43, khẩu súng này có thể gây 24 sát thương vào người và 132 sát thương vào đầu, thì OB44 sắp tới nó chỉ còn có thể gây được 18 sát thương vào người và 99 sát thương vào đầu mà thôi. Top 2 chính là cổng dịch chuyển. Nếu phiên bản hiện tại cổng dịch chuyển dùng siêu nhanh, siêu dễ, đặt cái là đi qua, thì sang OB44 nếu muốn dịch chuyển bằng cổng sẽ mất khoảng 3 giây để chuẩn bị, đủ để kẻ địch có thể phản công và tiễn bạn đi xa. Top 1 chính là nhân vật vô cùng được yêu thích. Nếu ở OB43 này, nhân vật có khả năng bất tử, chống lại mọi loại sát thương khi biến hình, thì OB44 kỹ năng này có thể bị kết thúc sớm khi nhận sát thương, khiến khả năng sinh tồn kém đi hẳn. Nếu các bạn biết nhân vật mà tôi đang nhắc đến tên là gì, bạn có hay dùng vật phẩm nào trong danh sách 3 vật phẩm hay bị giảm sức mạnh ở OB44 kia không? Như vậy là chúng ta đã cùng Điểm Nóng Free Fire xem qua những tin nóng nhất của Free Fire tuần vừa qua. Các bạn nghĩ sao về Điểm Nóng Free Fire? Cần bổ sung thêm gì thì nhớ comment ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết nha. Đừng quên để lại một like, một share và một đăng ký kênh để bọn mình ra thêm nhiều video thú vị hơn trong tương lai. Bật cả nút chuông thông báo để nhận những thông tin thú vị nhất của Free Fire trong những ngày qua. Còn bây giờ, Hùng Cam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.